Sáng ngày 26 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức hội nghị trực tuyến Bắt nạt trẻ em tại trường học và môi trường mạng. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Hà, ông Marco Luigi Grossi, Phó Giám đốc Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á Thái Bình Dương, đại diện Ủy ban thúc đẩy quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan chuyên ngành liên quan các nước ASEAN. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2019, có một phần ba thanh thiếu niên tại 30 quốc gia cho biết đã từng bị bắt nạt trên mạng. Tại Việt Nam, 21% thanh thiếu niên được khảo sát cho biết họ là nạn nhân của bắt nạt trên mạng, trong đó 75% chưa biết về các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ họ. Đây là thực trạng đòi hỏi các quốc gia ASEAN cần phải có những giải pháp kịp thời bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của UNICEF và ASEAN trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em và đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt tại trường học và môi trường mạng. Thứ trưởng đề nghị các quốc gia trong ASEAN cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn và hợp tác với các nước khác trên thế giới hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng trẻ em bị bắt nạt, bạo lực tại trường học và môi trường mạng. Đại diện các quốc gia ASEAN cũng đưa ra các kiến nghị nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ và trẻ em và bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả hơn trên không gian mạng. Đây là hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban bảo vệ và thúc đẩy quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN.